Bà Thu là người phụ nữ duy nhất còn bán hoa gói của làng Ngọc Hà, nơi khởi nguồn của tập tục trồng và bán hoa gói ở Hà Nội. Ngoài 80 tuổi, bà có hơn 60 năm bán hoa gói ở khắp các phố của Hà Nội. Không chỉ bán những gói hoa mang về, giờ đây bà Thu đã bày sẵn những đĩa hoa đẹp mắt. Người mua chỉ cần mang về bày cúng dâng tổ tiên. Mâm cao cỗ đầy gà qué thì các cụ lại không hài lòng bằng đĩa hoa thơm. Hoa thơm này ở làng Ngọc Hà thì cứ mùa nào thức ý. Từng tháng một, hoa nó có từ tháng một, từng thời kỳ một, nó hết xong nó lại đến lượt hoa khác. Từ bé, bố mẹ mình ấy, ông bà mình dùng mà cứ mỗi lần là đưa dâng lên ban thờ ấy. Sắc những cái bông hoa nó đẹp, nó thơm mà nó mang cái tính chất tinh tế mà nó giống như là những cái gì mà ngày xưa ông bà em mà hay hái ở vườn ấy. Nếu như trước đây, hoa cúng chỉ là những loại hoa trồng trong vườn nhà và có màu sắc đa dạng, mùi thơm quyến rũ, thì nay những đĩa hoa cúng đã kết hợp nhiều loại hoa mới. Những chiếc đĩa sứ bày đơn giản đã thay thế bằng những mẹt hoa được bày đẹp mắt và mang tính thẩm mỹ cao. Sen rồi hồng hoàng lan, ngọc lan kết hợp cùng với cả chấu tinh tế phượng. Rồi mình kết hợp thêm các loại hoa quả theo mùa của Việt Nam. Ví dụ mùa thu thì mình có chuối, tiêu Trung Quốc, có đu đủ, có hồng. Đấy. Thế và lại có những cái sản vật mình cũng muốn kết hợp thêm những cái sản vật đặc trưng của Hà Nội, ví dụ như cốm vòng chẳng hạn, cốm vòng đi với chuối tiêu Trung Quốc thì tuyệt vời. Gửi gắm rất nhiều đến cả những người bạn phương xa và những người bạn nước ngoài nữa, những người mà mong muốn tìm hiểu và yêu mến đất nước và con người Việt Nam, thì thông qua những món quà nhỏ xinh này họ cũng có thể hiểu thêm về tâm hồn của những người phụ nữ Hà Nội. Từ những đĩa hoa, người Hà Nội đã bày trí kết hợp với quả và bánh truyền thống của Hà Nội thành mâm hoa quả kết hợp dâng lên hương linh tổ tiên cha mẹ. Phát triển sáng tạo hơn nữa thành những giỏ quà được kết hợp từ hoa và hoa quả tặng bạn bè người thân. Những món quà được làm bằng tay, chứa đựng sự yêu thương, nâng niu, tình cảm gia đình, người thân và bạn bè trao gửi cho nhau.